Sáng 7 tháng 10, tại sự kiện Ngày Tây Ninh tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã tổ chức hội nghị quảng bá và xúc tiến du lịch hương sắc Tây Ninh 2023. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, ông Võ Đức Trong, đã chia sẻ về sự kiện này và nhấn mạnh vai trò quan trọng của nó trong việc giới thiệu và quảng bá về con người, văn hóa và du lịch Tây Ninh đến du khách. Ông hy vọng rằng sự kiện này sẽ giúp thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tây Ninh, đồng thời cũng đóng góp vào việc quảng bá hình ảnh đất nước nói chung. Ông cũng nhấn mạnh mong muốn thắt chặt quan hệ giữa Hà Nội và tỉnh Tây Ninh để phát triển kinh tế xã hội của cả hai địa phương và tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch và sản phẩm đặc sản của Tây Ninh. Sáng 7 tháng 10, tại sự kiện Ngày Tây Ninh tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã tổ chức hội nghị quảng bá và xúc tiến du lịch hương sắc Tây Ninh 2023. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, ông Võ Đức Trong, đã chia sẻ về sự kiện này và nhấn mạnh vai trò quan trọng của nó trong việc giới thiệu và quảng bá về con người, văn hóa và du lịch Tây Ninh đến du khách. Ông hy vọng rằng sự kiện này sẽ giúp thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tây Ninh, đồng thời cũng đóng góp vào việc quảng bá hình ảnh đất nước nói chung. Ông cũng nhấn mạnh mong muốn thắt chặt quan hệ giữa Hà Nội và tỉnh Tây Ninh để phát triển kinh tế xã hội của cả hai địa phương và tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch và sản phẩm đặc sản của Tây Ninh.